giờ chào mọi người đi. Giờ chào mọi người đi. Đây. Xin chào mọi người đi. Hi everyone. Nice to see you again. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay gia đình sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi bởi vì sắp Giáng sinh rồi mọi người ạ. Đang đi chơi không? Đã rất lâu rồi gia đình Jojo mới đến thăm trại trẻ mồ côi nên hôm nay gia đình Jojo đã mua rất là nhiều thực phẩm và đồ dùng cá nhân cho các em nhỏ mồ côi. Và hôm nay Jojo, gia đình Jojo cũng sẽ cho trại trẻ mồ côi một số tiền nữa. Trang đi không? À. Trang đi không? Trang. Trang. Trang đi không? Hả? Bây giờ gia đình Jojo sẽ đến trải nghiệm một cô mọi người. Đi thôi. Trang đi thôi. Trang ơi, vô nè. Con ăn vô miếng. Con ăn vô miếng. Con ăn vô miếng. Con ăn vô miếng. Đến rồi, rồi ăn vô mất rồi. Phải vô đi mất rồi. Con ăn vô miếng. Đây mọi người, mình vừa đến trại trẻ Sao Mai. Bây giờ mình sẽ trao lại những phần quà này cho các em ở trại trẻ mồ côi Sao Mai. Mình cũng có một món quà nữa mình sẽ tặng cho các sơ một số tiền để có thể lo cho các em trong mùa dịp Giáng sinh và trong dịp Covid. Này vô đưa cho sơ nha. Con đưa ba sơn. Ô bộ tay, chúng ta bộ tay đi. Cảm ơn Jojo nhé. Cảm ơn Jojo. Quà của gia đình Jojo cùng với cô Rachel và cô Bigelin gửi tặng cho trại trẻ mồ côi nhân dịp Giáng sinh. Chúc các em trại trẻ mồ côi ở đây có một Tết Giáng sinh an lành. Sơ xin thay mặt cho các em trong cô nhi viện Sao Mai này xin trước hết là cảm ơn chú Kỳ và các người trung gian để gửi những phần quà tới cho các em ở đây. Sơ xin kính cảm ơn tất cả quý ân nhân xa gần, nhất là các ân nhân ở hải ngoại đã thương nhớ đến các em trong cái mùa Covid nhiều khó khăn. Cho vô miếng. Cho anh ấy không? Rồi anh bắt mình lấy nè. Bây giờ thì làm bánh cao. Gỗ mới được có 4 cái. Gỗ quần xin quần tháo.
Biệt mọi người nè. Chân bye bye nè. Chân bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trả chị một cô sơ mai. Đây là ơi. Bắt tay ra, bắt tay ra đi. Bye bye đi. Chân bye bye chưa? Yeah.